Vua Tề bệnh nặng băng hà, anh em họ Tạ nhân đà cướp ngôi, giam Thứ Phi vào trong ngục tối, Lê Tử Trình, Nguyệt Hạo, Đồng Khương cứu tù thoát khỏi Lao Lung, mất tù Mao Ất truy lùng tù nhân, tình bằng hữu nghĩa mẫu thân, phò vua giúp nước Kim Lân lánh nàn, tử sinh đâu quản gian nan, mong ngày phục quốc huy hoàng ánh dương. Trích đoạn Kim Lân biệt mẹ trong vở tuồng Sơn Hậu, giáo viên hướng dẫn nghệ sĩ Lưu Ngọc Nam, nghệ sĩ nhân dân Thu Nhân, học sinh trong các vai Trịnh Ký Vũ vai Đồng Kim Lân, Lê Văn Tiện vai Khương Linh Tá, Trần Minh Châu vai Mụ Đồng, Ngô Thị Thuận vai Thứ Phi, Trần Anh Đức vai Mao Ất. Trích đoạn xin phép được bắt đầu. Để mụ ra.
hoàng tử ngươi đừng có dối. À, mau thứ quay đâu chẳng thấy tới gieo họa cho ta, quyết chẳng dung tha chém đầu lập tức. Hây hây hây. À, khoan đã, vừa bước vào tới cửa nghe tiếng thét vang rền. Vô hà màu ốc chết đi, lưỡi kiếm còn cầm tay gã. Hey, màu ốc toàn gieo họa danh thử giá lột vào, quyết chém lấy đầu mới là đáng tội. Hey hey hey. Yên Kim Lân, Yên Lai tỉnh đã nè. Vậy chứ ai? Em đây. Em là ai? Em là lính tá đây. Lính tá? Vậy chứ nào? Đây, đây này. Ui, ma mà bắt Yên đi. Yên không tới thì thôi, Yên tới thì Yên vào. Việc gì Yên làm ba hồn bảy vía em? Nó bày xà lơ xà lắc với Yên. Nào, mời Yên vào. Vào sao được mà vào? Ủa, sao vậy Yên? Yên Kim Lân, việc gì Yên lại giết thằng ốc? Tôi có giết thằng ốc bao giờ? Yên nói rằng Yên không giết, sao nó lại chết đây hả? À, vậy thế nào? Nào, đây, đây này. À, nói vậy trời nỡ nào dứt lối, ta đành chịu lộ mưu. Quả cơ nghiệp tề trào có thoát tay quân ta thì rồi. Yên ơi, ôi hay canh Kim Lân tôi chưa kìa. Anh Kim Lân này. Dạ. Nay anh giết chết màu ốc Yên sợ, sợ lộ sự đâu chi? Lộ sự hết rồi Yên ơi. Không can với Lô Yên à? Theo em nghĩ là Yên hùng, đừng nản chí. Mà nản chí chẳng có Yên hùng mà. Vậy em biết liệu làm sao đây? Bây giờ công việc nó lỡ dở đó rồi, Yên nghe lời em đi hử? Dạ. Thôi cậy phó hoàng tử thứ cung, mau ra chốn đồng quan lãnh mặt Yên. Nay bảo em phò hoàng tử thứ cung ra chốn đồng quan, quân tả tập nó đuổi theo, em biết liệu làm sao đây? Ôi, nói vậy Yên sợ, Yên sợ quân tả tặc nó đuổi theo Yên không? Dạ. Yên đừng sợ, thôi lại cho vĩ châu tả tặc là binh mã, chúng đuổi theo. Em biết liệu làm sao đây? Có em đây này. Thôi em đây đã đủ sức giải nghèo, mặc tay em ngăn trở. Yên ơi, nước kia một gáo lửa nọ muôn xe, quân tả tập nó đông binh đông tướng. Yên một người một ngựa, Yên chết em biết liệu làm sao đây? Ôi hay cho anh Kim Lân tôi chưa kìa. Nói vậy anh lo cho em, anh sợ, sợ em một mình một ngựa rồi chết đi đâu chi? Dạ.
lại cho sức. Nay dâu số ngã thì anh chạy là xa đường yêu. Nói vậy yên chết sao yên sống, chết có làm sao đuôi. Em có chết đi nữa là miếu trong thân. Tạc để dương dương dâu sống. Sống thác thế cho kịp bản. Dạ vậy tôi yêu về tu binh mã mà ngăn lũ giải lao. Dạ em đã trốn đồng qua kẻo để lâu lộ sự mới đi. Mẹ của con nó bắt nó
ăn mặc sắc phục như thế này, quân ta tập nó biết mẹ là mẹ của con, nó bắt mẹ, nó giết mẹ đi đó chi. Mẹ ủa hay chưa, Kim Lân? Dạ. Mẹ có để chi làm vậy đâu mà con sợ, con coi mẹ đây này. Mẹ này này mẹ bất. Ôi cho mẹ. Mẹ xem. Mẹ. Mẹ coi. Mẹ. Mẹ quăng. Mẹ. Con coi mẹ đã được chưa? Quần dài áo xế, nón xoắn, gậy.
dầm phân phân.